Chào Nị, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Nị một loại đồ chơi có tên là Automata. Đây là sự kết hợp giữa những nguyên tắc vật lý cơ học để tạo ra chuyển động cho đồ chơi bằng một tay quay. Thật ra, những món đồ chơi kiểu này mình đã thấy rất là nhiều lần rồi. Nhưng nay cô mới biết tên chung của những loại đồ chơi như vậy được gọi là Automata. Thì Auto nghĩa là tự động đó Nị. Cách để tạo ra một Automata không hề phức tạp như mình nghĩ đâu nha. Như ở đây là một sơ đồ đơn giản cho một chuyển động vòng tròn trong automata mà mình hoàn toàn có thể làm ở nhà này này. Thì dựa vào nguyên tắc này á, mình có thể làm ra những chuyển động khác như là chuyển động lên xuống chẳng hạn. Mức cơ bản là như vậy, nhưng mà ở mức nâng cao hơn á, mình sẽ có được những món đồ chơi công phu như vậy. Đây là những tác phẩm automata của chú nghệ sĩ Amedeo Capelli. Dễ thương ha. Giờ mình sẽ coi thử một vài tác phẩm khác của chú nha. Mong Nị thành người đàng hoàng, Nị cũng có thể thử làm một cái automata tại nhà như hướng dẫn nha Nị.